thì Hero Book là có một cái chương trình mà giúp các bạn có thể kiếm tới 5.000, 10.000 đô hàng tháng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn mẹo để active ví này mà kiếm tiền khủng nhất. Khi mà các bạn active ví thì các bạn sẽ nhận free được một combo bao gồm là một nhân vật game Hero Book này, một mảnh đất Hero Land này, 5 token HBG nhá. Và các bạn biết không, sau khi mà launching game ấy thì Hero Book và Hero Land sẽ dùng để khai thác tài nguyên trên chính mảnh đất, hoặc các bạn có thể rao bán giá rất là cao. Nếu như các bạn mở được một cái mảnh đất nằm ở khu vực đắc địa và chứa rất là nhiều mỏ khoáng sản thì giá trị cái mảnh đất đấy có thể lên tới vài ngàn đô, thậm chí là vài chục ngàn đô nhá. Và khi các bạn tham gia bất cứ trò chơi nào như là Hero Book này, Hero Land này, Hero Card đấy thì đều sử dụng tướng Hero để chiến đấu hoặc là farming nhá. Nó chưa hết đâu, sau khi các bạn đã active ví xong thì các bạn sẽ nhận được một cái link ghép, và bằng với cái link ghép này thì các bạn có thể kiếm được rất là nhiều tiền luôn. Đấy chính là khi mà các bạn giới thiệu hoặc là chia sẻ cái link ghép này của các bạn đến với một người mà người đó cũng active ví xong thì ngay lập tức nhá, ngay lập tức luôn ạ, tự động và auto luôn, ví MetaMask của các bạn sẽ được cộng thêm 2,5 đô đó. Vậy thì bây giờ các bạn thử đi, các bạn chia sẻ với khoảng 100 người, 1.000 người thì cái 2,5 đô đấy nhân với 100, nhân với 1.000 thì con số nó sẽ khủng khiếp đến như thế nào. Vì vậy thì con số 50 triệu, 100 triệu đối với cái việc mà kiếm tiền từ Hero Book ấy, nó không quá xa vời đâu nhá. Nó rất là dễ thực hiện luôn nếu các bạn có sự chăm chỉ. Và một điều đặc biệt hơn nữa đấy chính là Hero Book thì trả bằng BNB nha. Các bạn sẽ được trả BNB không phải USDT ha. Các bạn thấy là USDT thì nó không có cái sự tăng trưởng đột phá quá nhiều, nhưng BNB rồi một ngày nó sẽ x2, x3 cái giá hiện tại bây giờ. Thế nên ví dụ sau này các bạn được trả BNB thì nó sẽ tăng lên rất là nhiều giá trị luôn, chứ không phải là con số bình thường nữa, đúng không? Đấy là một cái điều đặc biệt của Hero Book mà mình cực kỳ thích luôn. Các nào mà fan của BNB thì cực kỳ thích cái này luôn nhá. Nên là ngay bây giờ bắt tay vào active ví thôi còn gì nữa. Nên các bạn sẽ đăng nhập vào ví MetaMask của các bạn nhá. Và cái ví này thì nên có sẵn BNB rồi và trên 6 đô là ok. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái dấu 3 gạch ở bên tay trái này. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ vào mục trình duyệt nhá. Thì tại đây các bạn sẽ dán link đăng ký vào phần trình duyệt. Cái link đăng ký này thì các bạn sẽ copy ở Telegram của GM Venture ở phần ghi ấy, hoặc các bạn có thể kéo xuống ở phần miêu tả của video này ở trên YouTube để copy nhá. Thì các bạn sẽ tới trang đăng ký của các bạn luôn. Đó, đối với bạn nào mà lần đầu tiên truy cập vào trình duyệt Hero Book ấy thì nó sẽ hiện phần kết nối nha. Các bạn bấm vào kết nối là xong. Còn mình đã truy cập rồi thế nên là nó không hiện nữa, mặc dù là cái ví này là ví mới nha, nhưng nó chỉ báo một lần duy nhất đầu tiên thôi. Ở đây thì nó sẽ hiện cho mình là cái ví giới thiệu của mình nhá. Thì các bạn sẽ bấm vào cái chữ active xác nhận. Ok, vậy là cái phần đăng ký tài khoản của các bạn đã xong. Active tài khoản thì đã hoàn thành rồi. Và các bạn sẽ login bằng ví MetaMask để kiểm tra nhé. Ở đây ý, thì các bạn sẽ có một cái link đăng ký. Các bạn có thể lấy link đăng ký này gửi cho các thành viên khác đăng ký dưới link dev của các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể cài đặt email này, password cho cái tài khoản của các bạn, để các bạn có thể đăng nhập vào trên máy tính mà không cần phải đăng nhập vào ví MetaMask nhé. Đó, thì các bạn bấm vào cái dấu mũi tên ở chỗ referral link này nhé. Thì ở đây sẽ có nhiều chức năng phía dưới, mọi người chọn account setting nhé. Ở đây thì nó có phần setup email và password. Thì mình sẽ nhập email mình đăng ký vào và cài đặt password. Thì password ở đây mình sẽ đặt theo password mà mình muốn, không có yêu cầu gì đặc biệt đâu các bạn nhé. Thế là xong thôi, các bạn đã hoàn tất cái việc đăng ký và đăng nhập ở trên ví MetaMask. Ok, và bây giờ mình sẽ đăng nhập thử bằng email và password để cho mọi người xem là có ok không nhé. Đó, vậy là login thành công thôi. Giờ thì các bạn có thể login vào tài khoản này bằng hai cách. Một, liên kết trực tiếp vào MetaMask, hay là các bạn chỉ cần đăng nhập bằng email và password là xong. Thế thôi, cực kỳ đơn giản. Các bạn có thể thao tác ở ngay trên điện thoại giống như là video mà mình quay màn hình này nhé. Các bạn có thể nhận được nhiều quà và ưu đãi từ Hero Book nha. You see you, love you.